chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ của Báo Gia Lai Điện Tử, được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút. Bản tin hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 7 năm 2024, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những nội dung chi tiết sau. Thực hiện quy trình nhân sự chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và giới thiệu bổ sung một ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy. Xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với 5 đảng viên, những cán bộ mặt trận tận tâm, trách nhiệm ở Phú Thiện chụp Rông gìn giữ phát huy giá trị văn hóa cộng chiên vụ 19 học sinh trường trung học phổ thông chia lăng đau bụng nhập viện không đủ căn cứ kết luận là vụ ngộ độc thực phẩm ủy ban nhân dân huyện Chịp Rông thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 võ sĩ võ huy hoàng được triệu tập lên đội tuyển kết sinh quốc gia Chư bả giải ngân 631 triệu đồng cho hội viên nông dân thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 7, Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai triệu tập các hội nghị để thực hiện quy trình công tác cán bộ của tỉnh. Chủ trì các hội nghị gồm có các đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ra Lăng Chung, Phó Bí thư tỉnh ủy, theo đó, thực hiện quy trình của đảng trong buổi sáng cùng ngày, tỉnh ủy Gia Lai đã tiến hành các hội nghị, hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy lần thứ hai, hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần hai. Các hội nghị này nhằm lấy ý kiến để kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi đồng chí Trương Hải Long Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Gia Lai được Trung ương điều động làm thứ trưởng Bộ Nội vụ vào cuối tháng 5 năm 2024 và bổ sung một ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo theo quy định. Chiều nay ngày 4 tháng 7, Tại Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã diễn ra hội nghị ban chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 18, khóa 8 mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền. Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được triển khai với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả. Trong tháng 6, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã kiểm tra một tổ chức cơ sở đảng và hai đảng viên, giám sát hai tổ chức cơ sở đảng và bốn đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối đã kiểm tra hai tổ chức cơ sở đảng và một ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở, giám sát một tổ chức cơ sở đảng và một đảng viên. Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra năm tổ chức đảng và năm đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra bốn tổ chức đảng các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, kiểm tra 219 đảng viên, giám sát 49 đảng viên. Toàn đảng bộ khối có 5 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, trong đó khiển trách 4 đảng viên và khai trừ 1. Phát biểu kết luận hội nghị, bí thư đảng ủy khối, các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và biểu dương những tập thể cá nhân đã có nhiều đóng góp trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc đảng ủy khối, các cấp ủy tổ chức, cơ sở đảng tiếp tục phối hợp với lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tư duy sáng tạo bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy khối. Ban Thường vụ Đảng ủy khối nhất là nghị quyết của Đảng ủy khối và chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra dịp này bí thư đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trao bằng khen của ban thường vụ tỉnh ủy cho một tổ chức đảng chi bộ văn phòng sở thuộc đảng bộ sở văn hóa thể thao và du lịch đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2019-2023 và 4 đảng viên trực thuộc các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2019-2023. Thưa quý vị, tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, nhiều cán bộ mặt trận thực hiện tốt vai trò cầu nối, tập hợp sức dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Hiao, ông Lê Thanh Huy luôn khắc sâu lời dạy của bác Hồ. Đại đoàn kết là sứ mệnh của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cán bộ mặt trận chính là người đảm đương sứ mệnh ấy. Giai đoạn 2019-2024, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã vận động người dân hiến hơn 2.700 m vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn đóng góp 795 ngày công, 517 triệu đồng làm mới 1.337 m đường bê tông, đóng góp kinh phí lắp đặt 116 bóng điện chiếu sáng, 10,5 km đường thôn để xây dựng đô thị văn minh, ông Đỗ Minh Huấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thị trấn Phú Thuyện, phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể, vận động người dân hiến đất, mở rộng đường giao thông. Theo ông Rực Công Xuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Thiện, một cán bộ mặt trận phấn đấu là tấm gương người tốt việc tốt, mang trong mình nhiệt huyết và sáng tạo, hết mình vì công tác mặt trận vì nhân dân, phát huy vai trò nồng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đặt tư tưởng lấy dân làm gốc, làm nền tảng cốt lõi cho hoạt động, cán bộ mặt trận cơ sở đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình nhân dân để tham mưu, kiến nghị kịp thời đầy đủ tới cấp ủy đảng chính quyền, góp phần tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Để góp phần gìn giữ di sản văn hóa Cồng Chiên Tây Nguyên, huyện Chịp Rông đã có nhiều chính sách và triển khai các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa Cồng Chiên, mang lại những hiệu quả tích cực nhất. Để bảo tồn di sản văn hóa Cồng Chiên các cấp ngành, Hội Đoàn thể của huyện Chịp Trông đã tranh thủ sự ủng hộ của các gia làng, người có uy tín, các nghệ nhân để thành lập và duy trì có hiệu quả. Các đội Cồng Chiên đến nay toàn huyện có 56 đội Cồng Chiên ở các thôn làng, bao gồm các đội Cồng Chiên của người lớn, đội Cồng Chiên nữ, đội Cồng Chiên thanh thiếu niên, trong đó có một đội cồng chiêng của dân tộc Mường, còn lại là các đội cồng chiêng của dân tộc Gia Rai. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện cũng đang lưu giữ 372 bộ cồng chiêng với 6.762 chiếc. Các ban ngành hội đoàn thể các cấp cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm duy trì hiệu quả hoạt động của các đội cồng chiêng như tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa cồng chiêng cho các đội tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa để quảng bá và gìn giữ văn hóa cồng chiêng. Bản tin sẽ được tiếp tục với nội dung sau. Hôm nay, ngày 4 tháng 7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai có kết luận vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường Trung học phổ thông Chi Lăng, thành phố Pleiku. Theo đó, không đủ căn cứ để kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm. Về phía Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tiến hành niêm phong toàn bộ thức ăn lưu ngày 15 tháng 6 năm 2024 do nhà trường tự lưu bao gồm sườn heo chiên canh rau má, cải thảo xào, thịt gà chiên, canh rau cải ngọt và gửi Trung tâm Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên kiểm nghiệm xác định nguyên nhân dựa trên triệu chứng của các bệnh nhân. Hầu hết có triệu chứng thoáng nhẹ qua và không phù hợp với các triệu chứng theo tài liệu chuyên sâu về nhóm E.coli gây bệnh, bên cạnh đó E.coli phân lập được trên mẫu thực phẩm E.coli chung và không đủ mẫu để định danh xác định chủng E.coli gây bệnh, do đó chưa đủ căn cứ kết luận. Về mẫu bệnh phẩm, 3 trên 3 mẫu bệnh phẩm được phân lập dương tính với E. coli, tuy nhiên không phân lập được chủng gây bệnh. Kết quả chỉ định danh chứ không định lượng, do đó cũng không đủ căn cứ để kết luận E. coli là căn nguyên. Căn cứ hồ sơ điều tra, xác minh thông tin đánh giá của các chuyên gia thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đối với kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm. Với kết quả kiểm nghiệm bệnh phẩm không đủ căn cứ để kết luận, đây là vụ ngộ độc thực phẩm. Ủy ban nhân dân huyện Chịp Rông thông báo điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2024. Nhu cầu tuyển dụng 14 chỉ tiêu của các chức danh công chức cấp xã, bổ sung thêm 3 chỉ tiêu so với kế hoạch. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 30 ngày kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 30 tháng 7 năm 2024 trong giờ hành chính tại phòng nội vụ huyện Chip Rông, số 16 đường Trần Phú, thị trấn Chip Rông, huyện Chip Rông, tỉnh Gia Lai, điện thoại 02693. 503 366, ngành đào tạo của từng chức danh trong kỳ tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển hình thức, nội dung thi tuyển, xem chi tiết tại kế hoạch số 88 ngày 7 tháng 5 năm 2024 và thông báo số 122 của Ủy ban Nhân dân huyện chiêm Trong được niêm yết tại trụ sở và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân huyện. Sáng nay ngày 4 tháng 7, Trung tâm Huấn luyện thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai cho biết, vận động viên Võ Huy Hoàng của trung tâm vừa được triệu tập lên đội tuyển kickboxing quốc gia. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cho biết, cục thể dục thể thao Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã có quyết định số 1018 về việc tiếp tục tập huấn đội tuyển kickboxing quốc gia năm 2024. Theo đó, cục thể dục thể thao đã triệu tập 3 huấn luyện viên và 15 vận động viên vào đội tuyển kích bốc sinh quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trong số 15 vận động viên được triệu tập đợt này có võ sĩ Võ Huy Hoàng Gia Lai. Võ Huy Hoàng sinh năm 2007 là vận động viên thuộc đội tuyển kích bốc sinh của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh. Dù là vận động viên trẻ, Hoàng đã giành được nhiều thành tích xuất sắc cho thể thao Gia Lai ở cấp khu vực và quốc gia, trong đó có huy chương vàng ở giải vô địch kết bốc sinh trẻ quốc gia năm 2024. Được biết, hiện Gia Lai có hai vận động viên nằm trong đội tuyển kết bốc sinh quốc gia gồm Võ Huy Hoàng và Lê Thị Nhi. Hội nông dân huyện Chư Bả, tỉnh Gia Lai giải ngân 631 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân của huyện cho các thành viên vay thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn thị trấn Phú Hòa. Theo đó, có 10 hội viên nông dân thuộc Tổ hội Nghề nghiệp chăn nuôi bò thị trấn Phú Hòa được hỗ trợ vay tổng số 631 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện, mỗi hộ được vay 63 triệu đồng kỳ hàng 36 tháng, 3 tháng thu phí một lần. Nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân đã góp phần tạo điều kiện cho các thành viên trong tổ có điều kiện đầu tư chăn nuôi bò sinh sản qua đó, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên nông dân. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.